Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 25 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 giờ hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn trương sản phẩm nào bên em thì các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối bên em lại ra clip thanh lý điện thoại cũ rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên bên em giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus thì hôm nay nhà mình lại về là sản phẩm iPhone 7 Plus. Con này thì là bản 32GB màu hồng nhé. Đây, iPhone 7 Plus 32GB màu hồng. Con này thì hình thức còn rất là đẹp nhé. Hình thức con này còn trên 90% các bạn nhé. Con này thì máy còn trên 90%. Đây, máy màu hồng. Màu này thì các bạn có tặng cho ví dụ như kiểu mà người yêu hoặc là bà xã rất là tuyệt vời nhé. Màu hồng này, đấy, 7 Plus đấy. Đấy, 7 Plus thì bây giờ hiện tại bây giờ rất là rẻ. Đấy. Con này là bản quốc tế 32GB. Đây, iPhone 7 Plus này, con này là bản 32GB. Con này là bản LLA nhá. Đấy. Thì ở thích nhất là con này là thứ nhất là gì nhỉ? Cái phần mềm của nó rất là thấp nhá. Đấy. Thì con này là còn đang chạy là phiên bản là 11.4.1 là phiên bản rất là ok các bạn nhá. Đấy, phiên bản iOS 11 nhá, rất là hiếm nhá. Đấy, iPhone 7 Plus đi ạ. Quốc tế 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.800.000 nhá. Đấy, chỉ với 4.800.000 cho các bạn sở hữu sản phẩm iPhone 7 Plus ạ. Đấy. Camera iPhone của các bạn quá tuyệt vời luôn. Camera là thật thì kinh khủng luôn đấy. Trước sau rất là thật nhá. Đấy, máy màu hồng. Con này thì là máy thứ nhất là máy men zin nhá, màn zin nhá. Đấy, con này thì men zin màn zin nhá. Pin con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn nhé, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Pin thì 100% nhé. Pin 100% luôn. Mình đã thay pin xịn cho các bạn luôn rồi nhé. iPhone 7 Plus quốc tế 32GB. Bên mình đang bán bạn với giá là 4.800.000 nhé. Chỉ với 4.800.000 các bạn sở hữu iPhone 7 Plus. Các bạn màu hồng rất là đẹp nhé, rất là nữ tính nhé. Nói chung là con trai cũng dùng được cơ, chứ không phải là con gái. Con nào cũng dùng được. Nói chung là các chị em phụ nữ thì hay thích màu hồng hơn. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân này, hoặc là người yêu, hoặc là bà xã rất là tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus này bên em, các bạn có thể nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình. Và đây địa chỉ cửa hàng cho mình, các bạn có thể gần có thể qua trực tiếp cửa hàng cho mình để xem và chi tiết sản phẩm nhá. Và sản phẩm bên em thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng cho các bạn nhá. Đây, mọi vấn đề các bạn có thể gửi cho mình theo địa chỉ cửa hàng đấy nhá. Ở xa đấy là xa nhá. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tuyệt tình nhất. Nếu mà tin nhắn mà chưa trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Đấy, mình sẽ để hỗ trợ các bạn tốt nhất nha. Đấy, iPhone 7 Plus ấy, rất là rẻ nha, 4.800.000 đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về chiếc sản phẩm là Samsung Note 5. Con này thì cấu hình là RAM 4GB. Đấy. Mình sẽ xem RAM 4GB, mình sẽ xem bộ nhớ này bao nhiêu GB nhá. Bộ nhớ 32GB. Con Note 5 màu gold này thì hôm nay bên mình lại về được con sản phẩm Note 5 màu gold này. Con này thì hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con Note 5 màu gold bản RAM 4GB, bộ nhớ 32GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Đấy, 2.500.000 đấy. Đấy. Con này thì là màn đẹp không ám ố các kiểu gì nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn sẽ tham lượng sớm nhất nhé. Giờ này thì mình cũng khá là buồn ngủ rồi, nhưng mình sẽ cố gắng là có những sản phẩm nào mình sẽ level cho các bạn thì các bạn sẽ nhanh tay lựa chọn sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung J7+. J7+ hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Máy màu gold, hình thức là máy đẹp còn non còn 90% nhé. Đấy. Hình thức cũng khá là ok. Đấy. Con này thì là máy zin nguyên bản. Con Samsung J7 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng này. Hai camera này. Đấy, hai camera này. Nói chung là chụp ảnh Samsung thì quá tuyệt vời luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB nhá. Con này là bản công ty 2 SIM nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7+ màu gold bản 32GB này, các bạn nên tham lượng sớm nhất. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng, rất là rẻ nhá. Giá cực kỳ là lợn chết luôn ạ. Thì cũng nhiều bạn là thắc mắc với mình là có nên mua hàng online không, thì theo cái lời tư vấn của mình thì các bạn nên đi mua hàng online nhé. Tại vì các bạn mua hàng online rất nhiều quyền lợi. Thứ nhất là các shop thì các bạn có thể là
Thứ nhất là các bạn là sẽ là người mình sẽ cho bạn làm tất cả là 10, tất cả là 30 điểm. 10 điểm là các bạn thông minh này, 10 điểm là các bạn lựa chọn đúng đắn này. Và thứ nhất là 10 điểm là về giá rẻ. Đấy, tại vì shop các shop bán online thì họ hay rất là giá kiểu là hàng bán kiểu hàng rẻ ấy, kiểu bán giảm rẻ để các bạn họ bán được hàng, đẩy được hàng đi. Thì hoặc là họ lời ít, rất ít, hoặc là lời số lượng thôi. Các bạn để người ta đẩy hàng đi thì là các bạn mua hàng online, các bạn lựa chọn rất là thông minh. Các bạn có thấy shop bên này hợp lý giá thì các bạn có thể là gì nhỉ, shop bên mình hợp gì lý giá, các bạn nhấc máy lên điện cho bên mình. Còn shop khác bên mình, cái shop khác và shop khác bên mình hợp lý giá hơn thì là các bạn có thể là gọi cho shop khác để đặt hàng cũng được mà. Thì đấy, giá thì nó muôn vàn lắm các bạn nhé. Ui giời, mình dính hết cả mắt. Đấy, thì theo cái lời khuyên của mình, các bạn nên đi mua hàng online nhé, ngồi tận nhà có điện thoại. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung J8 2018 này ạ. Con này là bản công ty 2 SIM. Màn hình con này là màn hình là 6 inch HD cộng này, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì pin là 3500 nhé. J8 2018, con này thì hình thức là máy đẹp còn 90%. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.200.000. Đấy, J8 2018. Hai camera, vân tay này, máy zin nguyên bản nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J8 2018 này, các bạn nên tay nào mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Đây mình cũng muộn phết rồi, hôm nay mình buồn ngủ quá. Mình đây nhà mình hôm nay có hai con lợn chết này. Con Oppo Neo 7 này, Neo 7 này thì con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 750.000 nhá. Oppo Neo 7 này, 750.000. Hình thức cũng còn 90% này, khá là ok này. 750.000 sản phẩm Oppo Neo 7 đấy ạ. Đấy. Còn con này là Z2 Bride, Z2 Bride thì con này là 900.000 nhá, giá lợn chết nhá. 900.000 sản phẩm Samsung Z2 Bride nhá. Đấy, rất là rẻ. Ui mình buồn ngủ quá. Dính quá. Đây là Z7 Bride. Z7 Bride thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Z7 Bride thì con này là bản Hàn Quốc 1 SIM. Đấy, con này là bản Hàn 1 SIM. Thì là hình thức còn lộ đây. Vỏ thì cũng có phẩy phẩy đôi chút này. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.400.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bride phiên bản RAM 3GB này, các bạn nhìn hàng mình sớm nhất. Con này thì là bản Hàn 1 SIM nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000. Đó. 1.400.000 sản phẩm Samsung J7 Bride rất là rẻ, rất là ok ạ. Đấy. Ui giời, buồn quá. Và đây là sản phẩm Oppo F5. F5 thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Tình trạng con này thì là máy tất cả là full chức năng hết. Tình trạng ví dụ mà các bạn nghe gọi thì là mất cái mic này nhá. Đây là mic gọi, các bạn nghe gọi các bạn phải kích loa ngoài để nghe, hoặc là các bạn có thể cắm tai nghe. Đấy, con Oppo F5 này thì là RAM, phiên bản con này là RAM 4GB, bộ nhớ là trong con này là 32GB, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.100.000 nhá. Đấy, 1.100.000 sản phẩm Oppo F5. Tình trạng con này chỉ bị lỗi mic nhá, có nghĩa là các bạn nghe gọi các bạn phải kích loa ngoài để nói chuyện, hoặc là các bạn phải cắm tai nghe để nói chuyện nhá. Con Oppo F5 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.100.000. Nhà các bạn mà có em nhỏ mà chưa cần thiết nghe gọi điện thoại, các bạn có thể là nghe gọi Zalo, Facebook ấy thì rất ok, các bạn mua sản phẩm Oppo F5 này về cho các em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc, hoặc là gọi Facebook, Zalo rất là ok nhá. Gọi kia thì các bạn có thể là kích ra ngoài nói chuyện cũng được, ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này các bạn nhớ hàm được sớm nhất. Con này thì bên mình tình trạng là máy mất mic. Con này thì mình chưa có bo mic để mình thay, thì mình bán cho các bạn về, các bạn đi sửa cũng được ạ. 1.100.000 nhá, giá lợn chết nhá. Oppo F5 1.100.000 đấy, hoặc là các bạn mua về trải nghiệm xem phim, nghe nhạc, chơi game các kiểu đạo điều. RAM 4GB mà chạy thì quá là tuyệt vời luôn nhá. Máy đẹp 90% luôn. Rất là đẹp nhá. Ôi giời, đúng quá. Và đây là sản phẩm Samsung A7 2015 này ạ. A7 2015 thì con này là 1.400.000 nhá. Đấy, màn hình là 5.5 inch. Đấy, A7 2015 đấy ạ. 1.400.000 đấy ạ. Đấy, màn hình là 5.5 inch. Hình thức là máy đẹp 90% nhá. Đấy, rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2015 này, các bạn nhà hàng được sớm nhất đấy ạ. Giá lợn chết nhá. A7 2015 đấy ạ. 1.400.000, màu đen. Thanh lý giá lợn chết cho các bạn. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân. Con này thì 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy. Đấy. Giá lợn chết luôn đấy. Đấy. Chữ to này. Samsung hỗ trợ phông chữ cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời. 1.400.000 nhá. Đấy. Con này là A8 2015. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.600.000 nhá. Đấy, A8 2015 đấy ạ. 1.600.000.
hình thức cũng còn 90% đấy ạ. Khách đã dán ly long hết quanh máy rồi nhé. Bạn đã thích sản phẩm Samsung A8 2015 này các bạn, nghe hàng liền sớm nhất. Màn hình cũng là 5,5 inch. Đấy, 1.600.000, 2 SIM 2 sóng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 này các bạn, nên hàng mình sớm nhất. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, và con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Giá cực kỳ là lợn chết cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên em, các bạn hãy đăng ký kênh và chung thông báo vào mỗi tối clip ra thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhé. Mình buồn ngủ quá rồi.